Hiệp 1 trận đấu giữa FC Hải Hòa và FC Nát trong khuôn khổ vòng 1 của giải bóng đá VFTV Morning Cup đã chính thức được bắt đầu. Ở trong hiệp 1 này thì các cầu thủ bên phía FC Hải Hòa sẽ bằng hai đội trong trận đấu ngày hôm nay. Bên phía các cầu thủ FC Hải Hòa ra sân với số 4 Văn Dương. Nguy hiểm! Đó là cơ hội đến với FC Nát. Một tình huống lên bóng khá mượt đến từ các cầu thủ áo đỏ. Nguy hiểm! Một tình huống đánh đầu ngược rất tốt của Thái Hòa. Một pha chọn vị trí hay. Pha đánh đầu ngược cũng là khá nguy hiểm. Nhưng rất may là thủ môn bên phía FC Hải Hòa vẫn đang chọn vị trí khá tốt. Và chỉ có một tình huống đá phạt góc dành cho FC Nát đang đến trước với khung thành của FC Hải Hòa. Dứt điểm ngay. Đó là tình huống quyết định của Văn Lịch, đội trưởng của FC Nát. Một pha phạm lỗi cần thiết. Và một thẻ vàng được rút ra bạn. Một thẻ vàng là hoàn toàn xứng đáng. Hai đội đang thi đấu rất làn xả trong phút vừa qua. Một tình huống chè bắn bóng không thực sự kín. Đây là Mạnh Cường. Đức Ảnh. Có thể dứt điểm. Bóng đã đi lên trời trong tình huống dứt điểm của Hồng Sơn. Khá đáng tiếc. Hồng Sơn đã có một tình huống thoát xuống rất nhanh. Nhưng cú sút cuối cùng của anh thì lại đi không chính xác. Một pha đổ người tốt nữa đến từ thủ môn của FC Hải Hòa. Đứng trong khung gỗ của FC Hải Hòa trận đấu ngày hôm nay là số 95 Thanh Nguyệt. Anh vẫn đang có những tình huống chọn vị trí ở trong khung thành khá tốt. Thăm dò nhau. Hai đội đang thi đấu rất cởi mở. Khá tốt. Văn Lịch. Đường chuyển hơi nhẹ cơi. Dứt điểm. Một không nghiêng về FC Hải Hòa. Cú dứt điểm cuối cùng đó là số 19 Minh Dự. Tuyệt vời. Một tình huống thi đấu không thực sự dứt khoát đến từ hàng phòng ngự của FC Nát. Nó đã mở ra một cơ hội dứt điểm không thể thuận lợi hơn dành cho Minh Dự. Rất cần hạn chế được những tình huống như vậy. Hai cầu thủ. Cầu bóng vào trong. Thủ môn của FC Nát đã thực hiện tình huống đấm bóng an toàn. Văn Dương lần này đã lên rất cao. Và thêm một pha kề trần nữa của Văn Dương. Văn Lịch đang sẵn sàng nhận bóng ở tuyến này. Mạnh Cường. Đường chưa tốt. Không được. Pha phối hợp đá phạt rất có ý đồ của cầu thủ FC Nát. Nhưng đáng tiếc là tình huống đưa bóng vào trong của cầu thủ đã đứng xuống nách biển của sân số 6 thuộc sân bóng Tuấn Phong. Đức Ảnh hãm bóng bước một rất khéo léo. Vẫn đang là Đức Ảnh. Nhưng đường đưa bóng vào thì lại một lần nữa không chính xác. Lối đá tấn công của FC Nát đang gặp phải sức cản rất khó chịu đến từ hàng phòng ngự của FC Hải Hòa. Đường truyền tốt dành cho số 11 đó là Xuân Sơn.
Và đếm lòng của Sơn Sơn. Hay là tấn công không nhiều, nhưng những cơ hội họ có được đều rất nguy hiểm. Không được rồi, rất điểm. Cú sút lần này của Minh Dự, bóng đá đi quá tiêu chính xác rồi. Cần một Đức Anh, cú sút khá căng. Nhưng chỉ đáng tiếc là bóng vẫn chưa được đưa vào khung thành. William! Thành Nguyên vẫn đang đứng vững trong khung thành. Không có một chút giật mình nào của Thành Nguyên cả. Nguy hiểm! Không được. Có hai cái chạm của các cầu thủ FC Nát trong vòng cấm của Hải Hòa. Không có cái chạm nào đủ nguy hiểm để có thể kiếm về bàn thắng dành cho FC Nát. Phải tranh chấp rất quyết liệt bên phía hành lang cánh trái theo hướng tấn công của Hải Hòa. Minh Dự, Minh Dự rất khéo léo, vẫn đang là Minh Dự, Văn Anh, một cú dứt điểm một của Văn Anh, quá đáng tiếc. Nguy hiểm, và sau tình huống bỏ lỡ đáng tiếc của Văn Anh, thì số 8 bên phía các cầu thủ FC Nát đó là Thái Hòa đã chớp cơ hội và kiếm về bàn thắng quân mình tỷ số dành cho các thủ FC Nát. Và tỷ số bây giờ là 1-0. Trận đấu rất bất dẫn ở những phút cuối cùng của hiệp 1. Xuân Sơn, Xuân Sơn không vào. Bóng giữ cây nêu. Và cuối cùng sẽ là tình huống đá phạt góc. Công Phi. Công Phi có sức dướn khá tốt trong tình huống vừa rồi. Bóng lại trở lại với các cầu thủ FC Hải Hòa. Hồng Sơn, 2-1, không được. Bóng không thể đến với vị trí mà Thái Hòa đang đứng. Một pha phản công nguy hiểm của các thủ FC Nát. Dứt điểm ơi! Cú sút bằng chân trái khá tốt của số 16, đó là Mạnh Cường. Thái Hòa! Pha đánh gọn chưa thực sự đủ uy lực để có thể đánh bại được Thành Nguyên. Văn Anh, tốc độ của Văn Anh. Và bây giờ là pha xoạc bóng của cầu thủ bên phía FC Nát. Hồng Sơn, Hồng Sơn đang tìm đồng đội. Đức Anh, Đức Anh quyết định dứt điểm ngay vào góc xa khung thành của Thành Nguyên. Tốc độ rất tốt khi vừa vào sân, nhưng làm cơ hội tấn công dành cho các thủ FC Nát. Xuân Cường chuyền về dành cho Văn Lịch. Nguy hiểm, vẫn đang thi đấu rất tốt trong khung thành, đó là Thành Nguyên. Tiến Đạt, Tiến Đạt đã hơi hàm dê bóng trong tình huống vừa qua. Thank you.
Sơn Sơn. Bóng đã trở về với chân của ông Sơn. Tình huống đưa sang bên phía hành lang cánh trái. Cần phải nhanh hơn chút xíu nữa. Bóng đã hơi chậm và làm trôi qua đợt tấn công nhanh của các cầu thủ bên phía Hải Hoa. Đưa bóng vào trong. Sức dướn đã không đủ dành cho cầu thủ của FC Hải Hoa. Đứng trước bóng đang là Hồng Sơn. Tuấn Anh. Cú sút thiêu chính xác của Tuấn Anh. Bên này là Lê Quân Tấn Hưng này. Pha đỡ bóng bước một tốt. Nhưng đường chuyền sàn của Tiến Đạt thì lại hơi vội vàng. Hồng Sơn. Hồng Sơn. Không được. Tình huống thi đấu tốc độ của Hồng Sơn. Các cầu thủ bên phía FC Nát vẫn đang duy trì được một thể lực khá bền bỉ từ đầu trận đấu đến giờ. Những cầu thủ như Hồng Sơn hay Xuân Cường, họ vẫn đang thi đấu không biết mệt ở trên sân. Những cầu thủ không phổi bên phía FC Nát. Đây sẽ là phạt góc dành cho FC Nát. Và đúng lúc này trọng tài cũng đã thổi còi hết giờ trận đấu giữa FC Nát và FC Hải Hòa. Vòng đấu đầu tiên của giải bóng đá VFTV Morning Cup tại bảng A. Và hai đội sẽ kết thúc với tỷ số hòa 1 đều. Và chúng ta sẽ cùng đến với những trận đấu tiếp theo của giải bóng đá VFTV Morning Cup ở trong lượt đấu tiếp theo.